Đến với Tràng Cát vào những ngày giáp Tết, ta không khỏi cảm thấy nô nức khi không khí Tết đã tràn về trên những cánh đồng lá dong. Người dân nơi đây đã bắt đầu thu hoạch lá dong từ những ngày đầu tháng Chạp. Lá dong Tràng Cát thường có bầu lá rộng, rất dẻo và to. Dùng lá dong Tràng Cát để gói bánh chưng không chỉ tạo màu xanh tự nhiên, đẹp mắt mà còn tăng thêm hương vị, giúp bánh thơm rền. Ở đây, sắc xanh của lá dong đã trở thành biểu tượng thiêng liêng trong đời sống của người dân Tràng Cát. Vì đây là thuộc về cái lá dong nếp. Cái thứ nhất là nó gói, khi gói lên bánh là nó có cái màu xanh tượng trưng của bánh chưng. Cái thứ hai nữa là nó mềm dẻo lá. Cái bản ngang của nó, chiều rộng của nó là nó rộng hơn so với các làng khác. Đấy. Thì theo như các cụ bảo là chúng tôi là cái đất ở ven đáy thì là trồng cây lá dong là nó được cái ưu việt nó là như thế. Đấy là còn so với các làng khác. Còn thường khi mọi nơi cũng có ngay trên cái địa điểm trên cao bộ ngay trên này. Thế nhưng mà mấy lại các nơi bên khu Phú Nam An kia kìa, cái cảng lá là nó đen và nó dày. Đâm ra gói bánh chưng là nó hay giòn dễ vỡ. Nên là thường khi mọi hàng năm là mọi nơi là đều đến đây lấy đó. Làng nghề như anh thì nếu mà để nó đúng là nó từ ngày xưa thì cha chưa truyền con nối từ ông cha từ bé đã có rồi, mà từ bé nhà anh chưa có đã có lá dong bao năm nay rồi, tức là mình không thể nhớ được, chứ không nhớ nào, hỏi các cụ thì các cụ còn nhớ hơn. Thế nhưng mà anh thì anh cũng không thấy đâu, nhưng mà từ ngày xưa thì cứ hết đời này qua đời khác đấy, gọi là lá dong Tràng Cát, lá dong lớp Tràng Cát đấy. Mặc dù tình hình dịch bệnh ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng lá dong Tràng Cát vẫn đại thắng. Giá lá dong năm nay không hề giảm và nhu cầu của thị trường vẫn khá lớn. Hiện mức giá đang dao động từ 800 đồng đến 1.000 đồng trên một lá. Và đến cuối tháng Chạp, giá có thể tăng lên từ 1.500 đồng đến 1.700 đồng trên một lá. Đặc biệt, những năm gần đây, lá dong Tràng Cát không chỉ có trong những ngày Tết của người dân Việt Nam, mà còn là sản vật được săn đón ở nhiều nước trên thế giới.